Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Thương xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng ta có tin tức về Covid, đặc biệt là tin tức Covid ở những nước Đông Nam Á. Trong đó xin thưa với quý vị là tin tức từ Campuchia rất đáng lo ngại. Hiện nay thì thủ đô Phnom Penh đã bị phong tỏa và có thể nói rằng tình trạng của dịch bệnh COVID-19 ở Phnom Penh rất là phức tạp. Trong những ngày qua đã có những ngày lên tới 275 trường hợp lây nhiễm mới, và có thể nói rằng hiện nay số lây nhiễm ở Campuchia trên 4.850 trường hợp, và có thể nói là đã có 36 trường hợp tử vong. Và Campuchia hiện nay đang ở vào đợt dịch thứ ba. Thì trong tuần rồi chúng tôi cũng đã đưa tin là đã có trên 1.000 ca nhiễm bệnh mới COVID-19 và tình trạng của bệnh viện đã quá tải. Hiện nay thì Thủ tướng Campuchia là ông Hun Sen và Bộ trưởng Bộ Y tế đã phải ra lệnh trưng dụng các trường học, các khu triển lãm, các khu nhà tư nhân để mà làm thành những bệnh viện giả chiến để điều trị cho dịch bệnh COVID-19. Có thể nói là tình trạng các bệnh viện ở vùng thủ đô Phnom Penh đã quá tải. Và ngoài ra thì ở những tỉnh gần biên giới với Việt Nam thì dịch bệnh COVID-19 đã có dấu hiệu bùng phát, thưa quý vị. Tình trạng lây nhiễm hiện nay đang rất phức tạp, và có thể nói rằng Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã cảnh báo nếu Campuchia không có những biện pháp quyết liệt thì có thể là một thảm họa về y tế ở Campuchia, thưa quý vị. Dịch bệnh ở Campuchia thì lây nhiễm rất nhanh trong những khu công nhân hoặc những khu chợ nhếch nhác. Có thể nói rằng tình trạng chống dịch trong thời gian vừa qua của Campuchia cũng khá hời hợt, và đó là cái hậu quả mà họ phải gánh. Và chúng ta cũng biết là Campuchia cũng vừa có lễ hội đầu năm, tức là Tết Campuchia, và chính phủ đã khuyến cáo là không nên tụ tập. Có thể nói rằng với cái tình trạng phong tỏa trong 2 tuần lễ từ ngày 15 tháng 4 cho tới ít nhất là ngày 28 tháng 4, và Campuchia với thủ đô Phnom Penh thì cũng đã lần đầu tiên ra lệnh là giới nghiêm, thưa quý vị, từ 8 giờ tối cho tới 5 giờ sáng bắt đầu là sẽ có tình trạng giới nghiêm. Còn việc đi lại thì hiện nay không khuyến cáo đi lại, và yêu cầu tất cả những người ở trong nhà. Ngoài ra thì chỉ đi chợ được 3 ngày trong tuần, và trong gia đình thì chỉ được có 2 người được đi ra ngoài chợ để mua thực phẩm. Và tình trạng khan hiếm thực phẩm cũng đã xảy ra, tình trạng ồ ạt đi mua thực phẩm để mà dự trữ cho cái dịch bệnh COVID-19 này cũng đã xảy ra ở nhiều nơi, nhiều cửa hàng, thưa quý vị. Có thể nói rằng Campuchia đang có một cái thời gian rất khó khăn, ngặt nghèo về dịch bệnh COVID-19. Thái Lan cũng đang vật lộn với nạn dịch COVID-19 với trên 37.000 người đã nhiễm bệnh COVID-19 và trên 97 trường hợp tử vong đã được ghi nhận, thưa quý vị. Thì có thể nói rằng Thái Lan cũng đang bước vào một cái cơn dịch rất khủng khiếp. Và những nước xung quanh chẳng hạn như Philippines, chúng ta cũng biết là đã bị dịch bệnh cũng thuộc loại thê thảm, lên tới hàng trăm ngàn người nhiễm bệnh COVID-19. Nước lân bang kế cận Việt Nam là Lào, thì hiện nay Lào cũng đang kiểm soát dịch bệnh rất tốt và không có tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Trong tuần thì đã có một du khách Thái Lan bị phát hiện dương tính ở Lào, và ngay lập tức thì đã bị cách ly và đem đi chữa trị, thưa quý vị. Còn ở những nơi khác chẳng hạn như Singapore, Hồng Kông thì dịch bệnh vẫn tiếp tục phát triển, chưa có dấu hiệu chỉnh lại. Có thể nói rằng
ở các nước hàng đầu thì dịch bệnh hiện nay, chẳng hạn như Hoa Kỳ, có thể nói rằng tình trạng lây nhiễm dịch bệnh cũng đang phát triển không có dấu hiệu chững lại, thưa quý vị. Hiện nay là 31 triệu người đã chính thức nhiễm bệnh, chưa kể là những người bị nghi nhiễm bệnh, và đã có 572.000 người tử vong vì COVID-19. Và Hoa Kỳ là đất nước đứng đầu và bị thiệt hại nặng nề nhất về đại dịch COVID-19. Thì có thể nói đại dịch COVID-19 này đang gây sự lo ngại khắp nơi trên toàn cầu, không riêng gì các nước Đông Nam Á. Do đó là các nước đang thắt chặt các cửa khẩu biên giới nhằm tránh sự lây lan của người dân nhập biên trái phép từ nước này sang nước khác, hoặc là khi nhập biên thì trốn cách ly, không chấp nhận sự cách ly, dẫn tới những người bị nghi nhiễm COVID-19 hoặc những người mang mầm bệnh COVID-19 lại đi rong ruổi khắp nơi và gây ra những cái đại dịch, những cái nạn dịch. Cơ bản thì có những vùng sau khi bị dịch thì đã kiểm soát, nhưng mà chỉ kiểm soát một thời gian rồi lại tiếp tục bị những người nơi khác mang mầm dịch bệnh đến và lây lan trong cộng đồng sở tại. Có thể nói rằng hiện nay nhiều nước đang bị ở cái đại dịch lần thứ tư, thưa quý vị, cứ tái đi tái lại. Thì tin tức cũng cho biết là Campuchia đã có 11 triệu dân, và trong đó có 1 triệu dân thì đã được chích vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Và Campuchia có mua hai loại là Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc. Và tin tức cũng cho biết rằng Campuchia sẽ tiếp tục nhận thêm 1 triệu liều của Trung Quốc. Ngoài ra Campuchia còn tự mua thêm ở các nơi khác của Ấn Độ. Thì tổng số cho tới tháng 8 này là Campuchia sẽ có khoảng 8 triệu liều vaccine cho dân Campuchia, thưa quý vị. Thì hiện nay Campuchia vẫn ưu tiên cho những người ở tuyến đầu chống dịch, những cán bộ cao cấp, hoặc là những người trong lực lượng vũ trang, những người già trên 65 tuổi, hoặc là những người có tiếp cận với môi trường dịch bệnh COVID-19. Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.